một không Li Quang su thành viên cứng Running men từ khi công chiếu tập đầu tiên của bạn. 9 Tạm dừng tham gia vì lý do sức khỏe sau vụ tai nạn xe hơi năm ngoái của bạn. 8. Tình trạng thường xuyên điều trị vật lý trị liệu của bạn. 7. Kéo dài, thời gian, quản lý, đồng nghiệp, nhà sản xuất, đề nghị, chàng trai, cần Thời gian bình phục của bạn. 6. Do dự phỏng đoán khó đưa ra lựa chọn vì chương trình là kỷ niệm đáng nhớ của bạn. 5. Cảm ơn tình yêu fan vô bờ bến dành cho thánh nhỏ mãi không nguôi ngoai của bạn bốn sự tiếc nuối thông tin rời khỏi khiến ai cũng tụt mút của bạn ba tai nạn khiến Nam diễn viên gãy mắt cá chân của bạn 2 hai tháng 2 2020 vắng khỏi chương trình 30 ngày của bạn10 không thay đổi nhân tố đặc biệt và khó thể thay thế tại running man của bạn